những cái bán mình những cái quả đi làm việc, và trong cuộc sống hàng ngày thì giả sử như chúng ta có việc sở gì đó cũng buồn của gia đình chẳng hạn, thì chúng ta cũng nên đăng lên để anh em cũng chia sẻ. Ví dụ anh chúng ta trẻ lên nhiều, anh làm tới người là đang cái anh ăn sáng cũng được, nhưng mà vẫn có một lời chúc phúc đến anh em, hy vọng là sau này anh em sẽ đi ba ra bắc vào nam để đi qua về thì hà nội thì cũng được, và chúng ta buổi sáng mới gặp bạn. Chào anh có thể chia sẻ một vài thông tin về bản thân được không ạ? Mình là Bùi Huy Chi, mà mình đến từ Ninh Bình. Năm nay là mình 27 tuổi. Mình theo học VATC này khóa K5 được tháng này là tháng thứ 6 rồi. Trước kia mình cũng có tham gia học qua trường cao đẳng một thời gian rồi. Nhưng mà khi mà mình đi thì một thời gian mình thấy kiến thức của mình nó chưa được đủ, nên là mình cần bổ sung thêm cái kiến thức, nên là mình tìm đến VATC. Được biết thì sau khóa học anh có ý định tự mở gara riêng mình. Vậy thì khóa học đã kết thúc thì anh đã có tự tin để tự đứng ra mở một cái gara riêng mình chưa? Mình cũng chia sẻ cái kinh nghiệm thực tế của mình, thì nói chung là cái kiến thức của mình thì có khả năng là đủ để cho bản thân mình dùng. Nhưng mà tại vì bên cạnh kiến thức thì nó còn phải còn những cái mối quan hệ nữa, nên là thật sự ra thì nó còn phải để mình phải tìm những cái mối quan hệ sau này rồi bắt đầu mình mới mở ra. Cảm ơn vì buổi chia sẻ của anh. Chào anh, anh có thể chia sẻ một vài thông tin về bản thân được không? Em tên là Minh Quân, đến từ thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Chào anh Quân, sau khóa học tại trung tâm VATC thì anh có cảm nhận vài lời đối điều về trung tâm được không ạ? Em thấy là cái chương trình đào tạo của trung tâm là nó rất là tốt. Em là từ một người không biết gì về, nói thẳng là không biết gì về ô tô, nhưng mà sau khi kết thúc khóa học thì em đã có thể là tự tin sửa chữa những cái băng bệnh trên xe. Vậy dự định sau khi khóa học tại trung tâm VATC thì anh sẽ làm gì ạ? Sau khi kết thúc khóa học thì em dự tính sẽ là làm sở điện tại một trong những gara trên thành phố. Vậy anh có điều gì muốn nói để gửi đến các anh em học viên VTC khóa K6 được không ạ? Đối với các anh em khóa sau thì em muốn nói là cố gắng học thật vững các kiến thức cơ bản về lý thuyết. Còn về phần thực hành thì mình chăm chỉ là mình đã có thể làm được, nhưng mà quan trọng vẫn là lý thuyết và chủ yếu hơn nữa là tự rèn luyện về nhà. Cảm ơn anh, chúc anh sức khỏe và luôn thành công cho cuộc sống. Mình tên là Vũ, mình hiện cũng đang công tác trên trong ngành ô tô, mình đến từ Gò Vấp. Chào anh Vũ. Vậy thì kiến thức của ngành ô tô thì mình rất là rộng, mà trong khi thì thời lượng học của VTC thì chỉ có 6 tháng thôi, so với thời lượng của các trường đại học thì rất là ngắn. Vậy với thời gian như thế thì các anh có thu nhận được đủ lượng kiến thức cho mình không, được không ạ? Vâng, thưa anh, là trong 6 tháng vừa qua học tập tại trung tâm VTC thì các anh em học viên cũng đã thu được rất nhiều kiến thức, đặc biệt là kiến thức thực hành trên những xe đời mới và thao tác trên những máy chẩn đoán đời mới như Gen 2, Auschwitz. Thì chúng tôi cảm thấy là qua khóa thực học tập ở đây thì chúng tôi thu được rất nhiều kiến thức, và chúng tôi đủ tự tin để ra ngoài và thao tác trực tiếp trên những xe đời mới hiện nay. Còn về 6 tháng hay 1 năm thì theo tôi được nghĩ thì nó cũng không quan trọng, bởi vì chúng ta đã xác định vào học ở trung tâm thì đã xác định được cái mục đích cụ thể của mình học những cái gì và làm cái gì, cho nên kết hợp với giáo án bài bản cũng như sự chuẩn bị công phu và đúng lộ trình thì trung tâm VATC cũng đã cho anh em được trải nghiệm được rất nhiều dòng xe và rất nhiều kiến thức, kể cả kiến thức lý thuyết trung tâm cũng đã trang bị đầy đủ và cơ bản để anh em nắm. Đồng thời trung tâm cũng đã mời các thầy giảng viên, những người có kiến thức giỏi về nghề để truyền đạt cho anh em tại trung tâm VC cũng như khóa học K5 của chúng tôi. Cảm ơn anh, chúc anh luôn thành công trong cuộc sống. Cảm ơn anh.